Rồi, chào thể các bác nha. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023 thì em lên một clip mới nhá. Thì hôm nay lên cho bác một cái lô máy dọn sẵn thì gồm rất là nhiều những cái loại máy khác nhau này. Đấy. Được chưa? Máy khác nhau. Đấy, sẽ đủ các thể loại nhá. Các bác mua hàng thì bên em sẽ thứ nhất là đầu xuân năm mới là bên em bao giờ cũng là bao ship và bao đầy đủ các phụ kiện cho bác luôn nhá. Nói chung là các bác nhận máy về là các bác chỉ việc xài thôi, không phải làm cái gì cả nhá. Đấy. Rồi, thì vẫn như thường lệ thì phần đầu chương trình thì lúc nào em cũng tranh thủ giới thiệu cho bác về cái sản phẩm. Thứ nhất là máy bên em thì nó cũng cũng còn nhiều nhá, để tha hồ cho bác lựa chọn các loại máy, để các bác có thể nhìn sơ qua. Đấy, thì phần đầu chương trình thì lúc nào em cũng sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Đấy, chỗ em thì nó ngoài cái việc bán máy thì bên em còn bán cả chè nữa nhá. Vì chỗ em nó là đất chè, tức là chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn nhá. Đấy, các bác biết là cái nông trường chè ngày xưa thì nó rất là rộng rồi. Nó sẽ gồm tất cả các xã với nhau. Đấy thì các bác có thể là search trên Google thì địa chỉ chỗ em nó là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình nhá. Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình thì có nông trường chè Sông Bôi nhá. Đấy, thì bác có thể sạt cái địa chỉ trên đấy. Thì chè thì chỗ em thì các bác biết rồi, nó là đất chè nên là giá của nó sẽ là bao cho bác sẽ là giá là rẻ nhất trên thị trường nhá. Không có một cái nơi nào mà có thể cạnh tranh được với cả đất chè nhá. Các bác lưu ý nó là thế. Và chè thì nó sẽ có nhiều loại nhá. Đấy, đây chè thì nó là giống chè Tuyết Thơm này. Đây, các bác nhìn này, chè là giống chè Tuyết Thơm đấy, búp móc câu rất là ngon nhá. Đấy, chè uống nước xanh vị thơm đấy. Tiền tiền chát hậu ngọt đấy, tức là lúc đầu thì chát sau thì sẽ ngọt đấy, thấy chưa. Thì chè chỗ em thì đợt này thì lúc nào thì bên em cũng bán thì nó rơi cửa tầm là có, bình thường nó sẽ có tổng cộng là hai loại chính, đó là loại 140.000 và loại 180.000 là hai loại chính. Thì đầu xuân năm mới thì nó có thêm cái loại chè nữa là loại chè xuân. Đấy. Chè xuân thì là 230.000. Thì nhưng mà tại cái thời điểm ra Tết như này nhá thì nó chỉ gồm có hai loại thôi. Đó chính là loại chè 180 và loại chè xuân là 230.000. Thế còn cái loại chè 140 thì các bác phải đợi một tháng nữa mới có ấy nhá. Đấy, một tháng nữa mới có cái loại chè 140.000. Bởi vì là lúc đấy một tháng nữa thì thời tiết lúc ấy nó sẽ bước vào cái mùa hè nhá. Mùa hè thì lúc ấy là chè của nó là nó coi như là mưa xuống nhiều. Thế này là chè nó phát triển nhiều. Đấy, số lượng nó nhiều thì giá nó sẽ rẻ đi nhá. Đấy, lưu ý. Thế còn bây giờ thì nó sẽ có hai loại chính. Đó là loại 180 và loại chè xuân là 230. Tùy nhu cầu các bác nhá. Đấy. Chè thì các bác mua chè cho em sẽ liên hệ với em theo hai số điện thoại đây nhá. Đấy. Thứ nhất là bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ với em số thứ nhất này. Đấy, bác nào mà mua chuyên về chè ấy, hoặc cần tư vấn kỹ hơn về chè thì bác liên hệ với em theo số thứ hai nhá. Là số thứ hai là chuyên về chè, được chưa? Đấy. Thì hiện tại thì các bác cứ mua hai loại là 180 và loại 230.000. Thế còn cái loại 140 thì bác đợi khoảng tầm nửa tháng đấy, là một tháng nữa nhá là sẽ có. Đấy. Rồi, ok. Thì em quay chủ đề chính nhá, thì em sẽ đi test cái lô máy này cho bác này. Thứ nhất là đây nó là cái hàng toàn những cái hàng máy bãi. Đấy, bên em đã dọn sẵn ok hết rồi. Đấy, bây giờ ví dụ như bác quan sát nó vẻ thiếu những cái tay lái thì bên em sẽ lắp cho bác đầy đủ hết nhá. Nguyên zin đầy đủ hết. Đấy, nói chung là bên em kiểm tra kỹ thì về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, giá của nó thì đã bao ship và bao cả phụ kiện. Đấy, thì bác nếu mà bác cần tham khảo thì bác phải tham khảo thêm cái tiền, là thứ nhất là tiền về thứ nhất là đã bao ship hay chưa, và thứ hai là có phụ kiện không. Đấy nhá, lưu ý. Thế thì đây em sẽ đi test máy cho bác xem luôn. Đến đâu là mình sẽ test máy và báo giá luôn nhá. Đấy. Thế đầu tiên thì có cái con này thì nó cái con này thì nó rất là đẹp đây này. Nhưng mà con này là con Echo đời mới nhá. Echo đời mới, nó kiểu con này nó bị nửa chập chờn này. Đấy, nửa chập chờn mà nó tay ga bóp này. Đây. Tay ga bóp này. Đấy. Echo cùi kẹp đầy đủ nhá. Đấy.
Thì cái con này nó là Echo đời mới 24cc này. Đấy, cái con này thì nó hơi nó rất tốt, nó rất mới. Nhưng mà nửa nó bị chập chờn nhá. Đấy. Hơi rất ngon này. Đấy. Cái thợ bên em nó dọn dọn lỗ thì nó kêu là bị nửa nhá. Tức là nửa nó là lúc đầu nó lỗ phạch 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 ấy, sau nó tắt. Đấy. Thế xong là giật không nổ nữa. Kiểm tra là không thấy điện. Đấy. Thì con này bán cho bác về kiếm cục lửa bác thay vào nhá, là nó sẽ chạy thôi. Chế trước thì đã sửa ngon lành hết rồi, chạy ngon nhá. Đấy, thì mọi thứ đều ngon lành, nó mỗi lửa thôi, bác về kiếm cục lửa lắp vào là chạy. Thế thôi, con này máy 24 nhá. Đấy, con này là con F1 nhá. F1 tính cho bác giá là 750 nhá. Thì bác phải bị mất nửa nhá. Giá này thì chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Đấy, có mỗi cái riêng con này thôi, chưa bao gồm phí vận chuyển này. Đấy là bán cho thợ thôi. Rồi tiếp tục đây. Em chuyển sang con thứ hai nhá. Con thứ hai là một con máy máy 26cc. Con này thì bên em cũng vừa dọn xong, cũng chưa kịp vệ sinh gì này. Con này là Makita 2600. Đấy. 2600 nhá. Tức là 26cc. Nòng 34 ly, được chưa? Đấy. Tay ga nó như này nhá. Chung thì con này thì đây, để chất máy cho xem luôn. Đây là một con máy tầm 26 này. Đấy. Con này là kiểu nó đang bị nhặt cái kia. À, nó bị tụt 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 dây xăng. Cái này cái này là chế nó đang không bơm được xăng nhá, hình như bị hết xăng đúng không? Bị hết xăng rồi này. Đấy. Thành ra là nó chế nó không bơm được xăng. Bị hết xăng nhá, quên không để ý. Thế con này là con Makita 26 nhá. Con này thì bên em đã dọn nổ rồi và đã thay cả chế mới cho nó đây này. Đấy. Nên mà bác hoàn toàn yên tâm về sử dụng nhá. Bác nào lấy là bên em kiểm tra kỹ ok ngon lành gì nhá. Nó bị hết xăng này. Đây. Còn có tí này, xăng nó không lên được. Đấy. Đấy, hết xăng nhá. Đấy, bơm xăng là không thể lên. Đấy. Thế con là bác nào lấy bên kiểm tra cho nhá. Con này là 26cc 34 ly. Echo đời mới này. F2 nhá. F2 con này tính cho bác nào lấy thì em tính cho bác giá là con này 1 triệu mốt nhá. Là sẽ vừa bao ship và bao cả phụ kiện cho bác luôn. Đấy, máy 26cc 34 ly nhá. Đấy, sẽ là kiểm tra cho bác ngon lành rồi giao máy nhá. Đấy. Ok. F3 này. Cái bàn nào con máy này là thuộc dòng Mazuyama nhá. Con này Mazu 20cc này, nòng 30 ly này. Đấy. Con này thì nó màu vàng rất đẹp nhá. Đấy, bác thể quan sát vỏ viết rất là ok này. Đấy. Cái con này là bình xăng của nó là bị bể nhá. Nên là thay bình xăng mới nhá. Đấy. Chỉ thế thôi, nhưng mà thay loại dày luôn. Đấy, bác thể quan sát là dày cực kỳ luôn. Cái dòng này thì trong lốc của nó có made in Japan nhá. Trong lốc có made in Japan. Đấy. Đấy. Đấy, đây bác nghe cái quan sát máy của nó chạy thì rất là bốc này. Mới này. Đây đặt còn trắng tinh này, thấy không? Mazuyama 20cc 30 ly nhá. Đây, made in Japan trong lốc này. Đấy. Con này là con F3 này. Con F3 con này tính cho bác giá là 1 triệu tính 1 triệu mốt nhá. Đấy, bao ship bao cả phụ kiện luôn. Giá này thì
Bình thường giá của nó trên thị trường nó rơi cửa tầm tầm 1,4 triệu nhá, lưu ý là 1,4 triệu đấy. Đấy, bán cho bác giá 1,1 triệu mà vừa bao ship và bao cả phụ kiện là rất rẻ nhá. Cái con máy này rất ngon nhá. Đấy, bác lưu ý đây này. Đấy. Nhá. Đấy. Ok. Tiếp tục đây. Đây em chuyển cho bác một cái dòng máy gọi là rất là bền, đó là cái dòng Sinewa. Sinewa này là dòng rất là nổi tiếng về sự bền bỉ nhá. Đấy, thêm qua đây là có con này nó có sẵn một cái ốc này, bảo vệ bình xăng này, thấy không? Rất ok. Cái này là xài chế quan bờ dầu 2 kim nhá. Đấy. Đây, mặt tiền đây. Đấy, vỏ bị ok nhá. Sinewa này gọi Sinewa 3 số nhá. Dòng này thì rất là nổi tiếng rồi. Đây, bác nhìn này. S231 này, thấy không? Rồi. Đấy, 231 này. Đây, đi tiền máy cho bác xem. Dòng này thì nổ nó rất là đanh nhá. Rất đanh luôn. Nổ cực đanh luôn, và nói chung dòng này dùng bền. Sinewa 3 số nhá. Sinewa 3 số. Dòng này thì rất nổi tiếng. E4 này. E4 con này tính cho bác giá là 1,2 triệu nhá. Bình thường những cái con này nó phải rơi cửa tầm 1,6 triệu đấy, 1,5 triệu, 1,6 triệu. Đấy, tính cho bác giá 1,2 triệu. Đấy là rất rẻ nhá. Đấy, 1,2 triệu. E4. 23cc, nòng bít tông 32 ly. Đó. Đây, em lên cho bác cái con này mới là con đẹp đây. Con này là con dòng Mazuyama nhá. Mazu này là Mazu 23cc. Đây bác có thể quan sát bình xăng zin nó còn rất là trắng này, thấy không? Cực trắng luôn. Đây, mặt tiền rất là đẹp này, thấy không? Mazu này gọi Mazu. Đấy. Nói chung nguyên bản 100% nhá. Ở trong lốp có made in Japan luôn nhá, trong lốp có. Đấy. Cái dòng này thì con này thì nó rất mới rồi. Đây. Nổ rất đanh nha, con này nổ rất đanh luôn. Như máy thùng luôn. Đấy, cái con này thì nó có ưu điểm là thứ nhất là nó không khác gì máy thùng nhá. Đấy, con này thì rất là đẹp rồi, vỏ viết cũng đẹp, không sứt mẻ bể vỡ gì. Thì cái con này là công suất là 23cc nhá, và lòng 32 ly. Đấy. Dòng Mazu này thì nó quá là thương hiệu rồi, thì bác biết rồi. M5 nhá, M5 con này tính cho bác giá 1,3 triệu nhá, là bao ship và bao cả phụ kiện luôn. Đấy, bình thường những cái con đẹp như này là giá của nó phải rất là cao nhá, nó phải rơi cửa tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu chuyện bình thường. Đấy. Là chuyện bình thường nhá. 1,3 triệu mà bao ship bao cả phụ kiện là rất rẻ. Ok. Đây. Đến lên cho bác cái con này gọi là con siêu đẹp. Đây, con này là con Sinewa nhá, Sinewa Sinewa đời mới. Đây. 1023 nhá, là 23cc. Đây có thể quan sát bình xăng zin nó trắng phau này, thấy không? Và con này nó sở hữu tay ga bóp nhá. Xịn sò luôn. Đây. Nguyên cái bộ tay ga bóp này phải bán được tầm 150 200 nhá, nguyên bộ của tay nó thôi. Đấy. Cái con này thì nó nói chung là xuất sắc. Đây. Made in Japan này, thấy không? Made in Japan đấy. Cái con này thì thôi. Thì các bác nghe tiếng máy của nó thì gọi là chán luôn. Đây. Nguyên bản 100 nhá.
tiếng máy chán luôn, nổ quá đanh luôn. Bây giờ chẳng tinh này, thấy không? Quá tuyệt vời nhá. Con này gọi xuất sắc. Đấy. Đây là chưa hề xịt bóng thì biết gì, nó bóng zin luôn nhá. Đấy, vỏ vít không bể vỡ này. Xin đây qua đời mới. Bền nhá. Con này thì ngon thôi. F6 đây. Con F6 này tính cho bác giá là 1,3 triệu nhá. Là bao ship và bao cả phụ kiện luôn. Rất rẻ. Bình thường những cái con đẹp như này là rất là hiếm luôn. Đấy. Nói chung là về một cái nâu máy, nói chung phải tầm 100-200 cây thì số lượng con đẹp nó chỉ độ tầm 3-4 con thôi nhá. Chứ không ít, không nhiều đâu. Hai mươi ba cc nhá, nòng 32 ly. Rồi con này này 1,3 triệu là rất là rẻ luôn. Nguyên bộ tay ga bóp này đã rất giá trị rồi. Rồi tiếp tục đây, đây em lên cho bác một con này thuộc cái dòng gọi máy gọi là đẳng cấp, là siêu bản. Đấy, nó chính là cái thằng Mitsubishi TN20 nhá. Đấy thì em về cái nô này có 3 con, thì nói chung là cái dòng này thì các bác hỏi rất nhiều nhá. Nhất là cái con này nó ưu điểm nó là nó tung rời nhá, tung rời gắn vừa xịt thuốc. Đầu này thì bác gắn xịt thuốc là rất là ok đây này. Đấy. Bộ cần của nó nhá. Đấy, cần của nó là tem tiết các kiểu. Thứ nhất cái con này nó xài chế ga ngang quan bờ dù 2 kim nhá. Đấy, rất là ok này. Quan bờ dù ga ngang quan bờ dù 2 kim. Cái con này nhược điểm của nó chỉ bể một cái răng chỗ này, thế thôi. Đấy. Cái con vỏ của nó thì mình xịt bóng vào thì nó rất là đẹp. Cái này là chưa xịt bóng nhá. À, bình xăng lớn của nó bả thay bình xăng mới. Thế nhưng mà thay loại dày luôn này. Đấy, bác quan sát. Nó có hạn mấy loại đấy. Cái này nổ thì quá ngon nhá. Đấy, rất ok nhá. Bao ngon nhá. Bao ngon luôn. Thấy không? Quá phê luôn. Nói chung máy móc con này thì bác nghe tiếng của nó thì biết rồi, tiếng nó có độ lanh nhá, độ lanh. Đấy. Rất là ngon. Con này thì nhược điểm của nó chỉ duy nhất là bị bẻ một cái thanh đây thôi. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu nhá. Cái này mình chỉ để là trang trí thôi. Đấy. Thì con F7 nhá. Con F7 này, con này tính cho bác giá 1,2 triệu nhá. Là bao ship và bao cả phụ kiện luôn nhá. Giá này thì thực sự với bác là rất rẻ nhá. Đấy, bình thường giá của bọn này nó phải rơi cửa tầm 1,5 triệu nhá. Đấy, không ít đâu. Đấy thì, đấy bác cứ tham khảo nhá, tham khảo thoải mái luôn. Đấy, Mitsubishi TN20 nhá, là 20cc và lòng 30 ly. Đấy. Rồi. Đây, đây nên cho bác cái con này mới là con cũng thuộc dạng đẹp này. Con này là con Tanaka nhá. Con này Tanaka 24 nhá, 24cc. Nòng của nó là 32 ly, được chưa? Đấy. Thì, đây. Mặt tiền nó đây. Đấy, con này thì rất là bóng này. Cái này là chưa xịt bóng đâu nhá. Vẫn còn độ bóng nhá, tức là máy còn rất mới. Tay ga của nó đây nhá. Đấy, nắp vào đây. Đấy. Cái này nó có cái tay ga con này nó có cái chế độ bảo vệ này. Đấy nhá, hai chế độ. Đấy. Nói chung là con này thì đẹp, thuộc dạng đẹp. Đây thì mình có thể quan sát là cái bình xăng zin nó còn rất trắng này. Đấy. Cái con này thì thay chế mới 2 kim nhá. Chế nó bị hỏng. Đấy. Thay chế mới 2 kim. Con này thì bao mới bao ngon cho bác nhá. Đấy, chỉ có điều là cái con này nó đây, cái vỏ chỗ này nó bị sứt chỗ này một tí đi. Đây sứt đúng chỗ này một tí thôi. Thế thôi. Còn đâu nó là ok thôi nhá. Không ảnh hưởng gì đâu nhá. Đấy, máy của nó thiết kế như này luôn. Đây thì cái dây giật của nó còn trắng này, nhìn thấy không? Đây. Đây, dây trắng tinh nhá. Chưa hề rửa đâu nhá. Đấy. Bao ngon nhá.
Đấy. Thì con này thì tính cho bác con F8 này. Con này tính cho bác giá là đấy, con này máy 24 nhá, lòng 32 ni mà còn đẹp nhá. Con này tính cho bác giá 1 triệu tính cho bác giá 1 triệu 1 triệu mốt nhá, là bao ship và bao cả phụ kiện luôn. Đấy. Rồi. 24. Đẹp nhá, con này thuộc dạng đẹp đấy. Cầm cực kỳ đầm tay luôn. Đấy. Rồi. Đây. Lên cho bác cái con này, cái con thuộc cái dạng đẳng cấp, đó là dòng Kawasaki. Cái lô hôm kia thì em lên một con dòng cũng thuộc dòng này thì đã có một bác chốt thì hôm nay lấy động lực lên một cái con cũng như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này thì đẹp hơn con hôm trước. Con này là con Kawasaki TGX23 nhá. Đấy. Rất là ngon. Đấy, cái này là mình vệ sinh kỹ lại nó sẽ sạch sẽ thôi. Con này thì ok rồi. Cái con này công suất của nó là 23cc nhá, nhưng mà bít tông to nhá, bít tông lên tới 33 ly. Tức là gần 34 ly, rất là to. Con này khỏe nhá, dòng này khỏe này. Và cái dòng này có một đặc điểm nữa, đó là cái bộ chế của nó là bộ chế ga ngang quân bờ rồ nhá. Rất là tiết kiệm xăng. Đấy. Đời mới nhá, đời cao hơn cái dòng TG. Đấy, là nguyên bản luôn nhá. Đấy. Con này mới nhá. Con này mới và ngon hơn con hôm trước. Đấy. Cái dòng này xài tum nhôm nhá. Đấy, tum nhôm này. Con này thì ok rồi, quá tuyệt vời. Con F9 này. F9 con này tính cho bác giá là 1 triệu 3 nhá. Nó sẽ bao ship và bao cả phụ kiện luôn. Đấy, cái bình giá bình thường của con này nó rơi cửa tầm 1 triệu rưỡi, 1,5 triệu nhá. Đấy, để cho bác 1,3 triệu là rất là rẻ, được chưa? Đấy, tem tiếc đầy đủ đàng hoàng nhá. Tem tiếc đầy đủ đàng hoàng, nói chung là không thiếu một cái gì. Rất là ok. Đấy, sẽ thêm lên cho bác hai tay lái hoặc là tùy các bác nhá, để nguyện được, tùy các bác. Nói chung cái dòng TGX này là dòng rất bền này. Đấy. Như con này thì thuộc dạng ngon rồi nhá. Đấy. Rồi thì lên cho bác một con tiếp theo là một con máy 26 đây. Đây, nó hỏi cái dòng Mazuyama. Đây thì em có con Mazu 26cc đây. Đấy, Mazu nhá. Đấy, bình xăng zin thấy còn trắng như này là biết máy rất mới đây. Đấy. Nói chung là nhìn con này thì ngoại hình là đẹp rồi. Không chê được điểm gì nhá. 26cc 34 ly. Ma du ra mà. Thôi này. Thôi quá ngon nhá. Rồi hơi ngon nhá. Hai sáu cc 34 ly. Đấy. Con này F10 nhá. F10 này. F10 là con này để cho bác giá là 1 triệu tính cho bác giá là 1 triệu 1 triệu, để cho bác giá 1 triệu 2 đi. Đấy. Cái con này thì nó về thì các bác vẫn dùng bình thường nhá, hơi thì tốt nhưng mà nó có cảm giác nó hơi kêu kêu một tí. Còn không sao sao nhá. Nó kêu nhẹ thôi. Nói chung không ảnh hưởng gì nhá, kêu nhẹ này, không ảnh hưởng gì cả, về vẫn dùng bình thường nhá. Rồi,
Tiếp tục đây, đây em lên cho bác cái con này cũng thuộc dòng Mazu. Con này Mazu này là Mazu 24 nhá. Này. Mazu 24cc này. Đấy, 24 nòng chắc 32 ly. Con này thì nhìn vỏ rất đẹp nhá. Bình xăng zin còn trắng này. Chế của con này là xài chế One Brew 2 kim nhá. Đấy, rất là ngon. Đấy. Đây, mặt tiền đẹp này. Đấy. Thấy ga như này nhá. Đấy. Mazu nói chung vỏ đẹp rồi. Con này vỏ xuất sắc, con này còn mới nhá. Đây. Đây xem. Bơm xăng này. Đéo lè này. Ngon nhá, nói chung là ngon. Các bác xe quan sát thì biết rồi. Thôi thì quá tuyệt vời này. Máy đẹp này, nhìn rất đẹp nhá. Con này máy 24 luôn, 24cc. Dòng 32 ly. M11 nhá. Con này tính cho bác giá là 1.050.000 nhá. Đấy. 1.050.000 là và bao ship và bao phụ kiện luôn. Đấy. Được chưa? Bình thường những con này giá của nó chắc phải rơi cỡ tầm 1.300.000-1.400.000 đấy, không ít đâu. Rồi. Đấy để cho bác giá này rất rẻ nhá. Rồi. Đây em lên cho bác một con thuộc cái dòng đẳng cấp đây. Dòng này thì các bác hỏi thì rất là nhiều mà bây giờ là bán giá là cực cao luôn. Con này dòng Echo nhá. Echo này là Echo 260. Đây. Này. Echo 260 này, thấy không? Tung nhôm này, thấy không? Tay ga nó đây nhá. Tay lái các kiểu. Đấy, cái Echo 260 thì nó rất là nổi tiếng các bác biết rồi. Đấy. Con này thì anh em đã lên chế mới 2 kim nhá, trên mới 2 kim. Chế nguyên của nó là chế vú bơm to ấy, mà là bít tông ga. Con này lên chế ga ngang 2 kim luôn. Con này thì ngon rồi, tuyệt vời luôn. Đây nhá. À, cái này bác phải bơm xăng đấy nhá, đang bơm xăng kéo lè lên này. Tuyệt vời nha, con này gọi tuyệt vời luôn. Con này có cò xả áp này, cò xả áp này. Nó giật thay cho giật lực nhẹ nhá. Chung Echo 260 thì quá nổi tiếng rồi. Thì con này là 26cc nhá, nòng 34 ly. Hiệu Echo nhá. Dòng này thì đắt rồi. Mà cái này thì ai biết, F12. Con này tính cho bác giá 1.600.000 nhá. Đấy, 1.600.000 là bao ship và bao cả phụ kiện luôn. Được chưa? Echo 260. Bình thường những cái con Echo 260 giá bây giờ nó tăng lên rồi nhá. Giá của nó bây giờ là nó phải rơi cửa tầm 2 triệu đấy. Chắc chắn là phải 2 triệu. Đấy, để cho bác giá này thì thực sự nó chỉ bằng giá thợ thôi. Đấy nhá. Đấy, giá thợ đây. Đấy, ok. Đây, em lên cho bác con tiếp theo này. Con này cũng một con thuộc dòng Mazu Yama nhá. Mazu này, Mazu 24 này. Đây, các bác nhìn thấy 2400 này. Chế của nó thì con này thay chế mới 2 kim này. Con này vỏ đẹp này. Vỏ màu đỏ đẹp nhá. Đấy. Tay lái các kiểu. Thì em sẽ lắp cho bác đầy đủ nhá. Yeah.
ok nhá, vỏ viếc ok. À đây, có bị sứt cái này một tí nhưng không ảnh hưởng gì nhá, nó vận chuyển thôi. Đấy, mình có thể là nhỏ keo vào tí nữa ok. Con này máy 24cc này, nòng 32 ly, máy cũng khỏe này, F13 này. Con này tính cho bác giá trị là 1050 nhá, 1.050.000. Đấy, bình thường những con này giá của nó chắc phải rơi cửa tầm 1.3-1.4 đấy, không ít đâu. Rồi ok nhá, để bác giá này thì rẻ nhá. Đấy, rồi lại lên cho bác con tiếp theo là một con thuộc cái dòng cũng là cực kỳ đẳng cấp, đó là cái dòng Komatsu nhá. Con này gọi là Komatsu G2K, bình xăng dưới nhá. Đấy, bình xăng dưới. À, con này bên em đã lên chế 2 kim cho bác luôn. Đấy, rất là ok. Con này tung rời nhá. Đấy, tung rời đây. Tung rời cái đầu này thì bác về gắn xịt thuốc là ok này. Máy khỏe này. Đấy, cái cần của nó thì thôi, nhìn thì quá là đẳng cấp luôn, 26 này. Vỏ ok nhá, không bể vỡ nhá. Đấy. À, con này thì máy 26cc, 34 ly, hàng Komatsu G2K, hàng này thì rất nổi tiếng nhá. Đây, hơi thì thôi rồi, khỏi chê nhá. Dây giật còn trắng này. Này, bơm xăng đã. Đấy, kéo lên đi. Tiếng nó lổ rất là nghe rắn giỏi nhá. Đấy, trong đây là một con máy rất ngon. Lại đây. Rồi, ok nhá. Nói chung con này thì không còn gì phải suy nghĩ rồi. Là một cái dòng máy đẳng cấp, lại còn tum dài nữa nhá. Đó. Con này là con F14. F14 này. Con này tính cho bác giá là 1 triệu. Tôi tính cho bác giá 1 triệu tư đi. Bao ship và bao cả phụ kiện luôn nhá. Đấy. Bình thường những cái con này giá của nó phải rơi cửa tầm chắc phải rơi cửa tầm 1 triệu 7, 1 triệu 8 đấy, không ít đâu. Để cho 1 triệu tư là bao giờ cũng rẻ nhá. Đấy. Rồi. Đây nên cho bác một con tiếp theo. Là một con thuộc cái dòng máy đây, nên cho bác cái con công suất lớn này đi. Thôi nên cứ lên lần lượt đi. Con này là con côm bướm này. Con côm bướm mà công suất là con Zio, côm bướm đời Zioby nhá. Đời Zioby. Con này gọi là Komatsu, Komatsu côm bướm. Đây. Đây côm bướm đây. Thì con này là 22cc nhá. 22cc, chắc cái lòng của nó trong 31-32 ly đấy, cũng không ít đâu. Đấy. Cái con này thì chế của nó là chế quân vừa dù 2 kim nhá. Đấy. Nói chung là dòng côm bướm thì nó cao tiền rồi. Cái này thì chế của nó có thể phải là căn chỉnh lại một tí nhá, là ok thôi. Còn máy móc của nó thì ok. Bác nào lấy cái này thì mà bên em căn chỉnh lại cho ok là gửi nhá. Côm bướm. Côm bướm máy 22cc nhá. F15.
Con này tính cho bác giá 1 triệu, thôi tính cho bác giá 1 triệu mốt đi. Bao ship và bao cả phụ kiện luôn nhá. Đấy. Nó dòng này thì nó đẳng cấp rồi. Rồi. F16 này. Đây, F16 lên cho bác một con tiếp theo là cứ thuộc dòng như con này thuộc dạng rất mới này. Đây thì mình có thể quan sát là cái bình xăng zin của nó rất là trắng này, thấy không? Dòng này gọi là dòng Echo trắng này. Đấy, Echo trắng là nó đây này. Con này là 21cc nhá. Đấy. Echo trắng. Cái này nó để là tem Hitachi nhá. Nhưng mà máy này thì như bên thợ bọn em thì nó quy ra là dòng Echo trắng nhá. Đấy. Hitachi là nó đây. Đẹp. Như con này thì cái dòng này thì ưu điểm của nó là máy đời mới nhá, đời cao và nói chung là dùng ngon, ổn định. À, như cái con này thuộc dạng rất mới này. À. À, đồ chỗ do vận chuyển nó thì hơi bị bể cái vỏ một tí thôi. Nó bể ít thôi, nói chung không ảnh hưởng gì lắm. Cái quan trọng máy của nó là chất chất. Đây, máy đây. Máy thì thứ nhất là hơi này. Hơi phải nói là cực chắc luôn nhá. Không phải chắc mà là cực chắc. Đồ rất ngon luôn. Dùng máy thì ok, ngon tuyệt vời. Quá tuyệt vời nhá. Đấy. Con này thì hơi tốt rồi. Vỏ con chỗ đằng này hơi bể một tí. Không sao nhá. F16. F16 này tính cho bác giá là 1.050.000 nhá. Bao ship và bao cả phụ kiện luôn. Đấy. Đấy. Bình thường giá của những cái con nếu mà hơi còn tốt này thì giá nó có vẻ cũng cao đấy. Như cái dòng này nó phải rơi cỡ tầm triệu, triệu 3, triệu 4, triệu rưỡi gì đấy. Nhớ nhá, tùy thôi. Đấy, hơi này thì quá tuyệt vời nhá. Rồi. Đây, lên cho bác một con máy công suất lớn đây. Cái con này là công suất nó rất là lớn này. Nó lên tới là 30cc nhá. Đấy. Và lòng của nó là 36 ly nhá. Đấy. Đấy. Con này là công suất lớn này. Đấy, bác nào hỏi mấy công suất lớn về phát cước thì lấy con này nhá. Đấy. Đây, con này đây mặt tiền đây. Đấy, mặt tiền. Tay lái đây. 3.000 đây. Hiệu là hiệu này nhá, hiệu Vishalu nhá. Đấy, nói này máy Nhật nhá. Chứ không phải máy tàu máy tiếc gì đâu. Đấy. Nói chung con này thì ngon ok rồi. Đây. Đây, bơm xăng này. Kéo le này. Công tắc nó đây, công tắc nằm đây. Đấy. Thì nói chung thì con này thì nó quá ngon rồi. Đây dây này. Dây giật còn trắng này, thấy không? Đấy. Con này thì khỏe này. Phát cước thì cực kỳ ok nhá. Đấy. Nhớ. F17 nhá. F17 này. Con này F17 mà con này tính cho bác giá 1 triệu 2 nhá. Đây con này thì đây đằng tum nó chỗ này là hơi chóc sơn tí này. Đấy. Tum nhôm. Đấy, bình xăng của nó thì được thiết kế nằm trong cái vỏ bảo vệ rất chắc chắn nhá. Đấy, đây. Nói chung là ok. Rồi. F17. Rồi. F18 này. Đây F18 này lên cho bác con Echo trắng này. Con này thì 21cc nhá. Con này thì cũng giống con kia thôi. Hơi rất là ngon.
đã lên chế mới 2 kim nhá. Đấy. Con này thì chắc con kêu bitum. Chắc thế, các bác về làm lại nhá. Con này tính cho bác giá nó cũng rẻ rẻ tí đi. F18. Con này tính cho bác giá 900k đi. Đấy nha. Rồi. Đây lên cho bác một con cuối cùng thuộc dạng là cực kỳ đẳng cấp. Tuy vỏ thì hơi cũ một tí thôi nhưng mà máy của nó thì là thuộc dạng máy con này là thuộc dạng máy đắt nhá. Tức là máy hàng hệ. Con này nó là dòng Kawasaki mà dòng gọi là dòng TH nhá. TH23. Đấy. Thì Kawasaki đây. Yashiki này. Đấy, đây TH đây. TH23 đây. Đấy. Đây có chữ 23 đây. Thì cái con này thì nó là thuộc dòng máy đắt nhá. Nó là thuộc dòng máy đắt nhưng mà vỏ của nó con này thì hơi xấu. Đấy. Đây. Nhưng mà máy của nó thì ngon, máy chất nhá. Đấy, chất luôn. Con này thì bao ngon cho bác nhá. Bao ngon thì mỗi tội là cái vỏ của nó hơi mất điểm tí. Thế còn nếu mà không mất điểm của nó thì ngon. Đấy nhá. Nhá. Thì cái con này thì công suất của nó là 23cc nhá và nòng 32 ly. Thuộc dòng máy gọi là phân khúc cao cấp nhá. Nhưng mà vỏ hơi xấu. Thì con này tính cho bác giá nó cũng rất là mềm thôi. Máy ngon nhá, chạy êm nhá. F19 này. Con này tính cho bác giá là 1 triệu 3 nhá. Là bao ship và bao cả phụ kiện luôn. Đấy, bình thường những cái con này giá của nó phải rơi cửa tầm 1 triệu 8. 1 triệu 8 nhá, loại vỏ đẹp đấy. Đấy thì con này tính cho bác giá 1 triệu 3 là vừa bao ship và bao cả phụ kiện luôn nhá. Nói chung là những cái con máy này thì bác về dùng thì không biết bao giờ nó mới hỏng nhá. Đấy, lưu ý. Nó đắt ở cái chỗ đấy. Đấy. Tay ga các kiểu đầy đủ hết, ok. Thôi, video đến đây đã dài thì mà xin kết thúc video tại đây đi. Các bác mua hàng liên hệ với em theo số kia nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.